Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Các môn đồ đệ của Chúa khi thấy người ta nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ thì họ đã ngăn cản, họ không muốn, tại vì họ không muốn nhìn cái người mà không đi theo Chúa Giêsu mà lại làm cái việc nhân danh Chúa Giêsu. Đôi khi có những người chỉ biết chúng ta thôi, nếu mà một người nào đó làm một cái việc từ thiện hay gì đó mà nổi tiếng, nhưng mà có người cũng mượn cái danh đó để làm, nhiều khi chúng ta cũng không muốn. Và ở đây thì Chúa Giêsu Ngài chữa bệnh khắp nơi, đặc biệt là việc trừ quỷ. Và hôm nay có người đã mượn danh Ngài để làm việc đó, thì các môn đệ đã ngăn cản, không cho họ làm. Nhưng khi về thưa với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu lại nói: Cứ để họ làm, vì đó là một cái việc tốt. Cái việc chữa lành đó là việc tốt. Khi mà người ta ngày xưa người ta hay quan điểm những cái căn bệnh là do ma quỷ, cho nên cái việc trừ quỷ thì chưa chắc đã là cái việc người ta làm phép lạ để trừ nó. Nhưng mà cái việc ở đây người ta làm ít ra cũng là một việc tốt. Thì cái việc tốt, những cái công việc tốt, việc gì tốt đều xuất phát từ Thiên Chúa. Như chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng tốt lành, cho nên là cái sự thiện hảo nào đó cũng đều đến từ Thiên Chúa. Cho nên khi chúng ta gặp có thể người khác làm việc tốt, thì đấy, những người đó là những người đang hướng thiện, họ hướng về Thiên Chúa mặc dù họ không biết Thiên Chúa là ai. Như Chúa Giêsu nói, nếu mà họ không chống chúng ta, chống đối chúng ta là đang ủng hộ mình. Cho nên chúng ta đôi khi những người không cùng tôn giáo với chúng ta, nếu họ làm được việc tốt, chúng ta cũng nên khuyến khích họ làm, và đôi khi chúng ta cũng chung tay với họ để làm những việc tốt. Và ở trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy Thánh Gia-cô-bê Ngài nói rằng nếu mà ai đó biết việc tốt mà không làm thì mắc tội. Chúng ta là những người con của Chúa, đi theo Chúa, như con nói rằng là Thiên Chúa của chúng ta là đấng thiện hảo. Cho nên mỗi người chúng ta để trở nên giống Thiên Chúa của chúng ta cũng phải trở nên những con người tốt và biết làm những công việc tốt. Nếu chúng ta biết những việc đó là việc tốt mà không làm là chúng ta mắc tội. Vậy thì những cái việc tốt nào mà đòi buộc mỗi người chúng ta phải làm? Con chỉ đưa ra hai cái đơn cử, có thể còn nhiều việc nữa, nhưng mà có những việc mà có thể nói nếu chúng ta không làm là chúng ta mang tội. Việc thứ nhất đó là việc sống đời sống gia đình. Trong gia đình của mỗi người chúng ta, cái việc tốt đó là việc chúng ta phải sống hòa thuận với những người, với các thành viên ở trong gia đình của mình. Sự hòa thuận với nhau đó là một việc tốt, mà nếu chúng ta không làm cái việc đó là chúng ta mang tội. Vậy thì giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ với nhau, chúng ta phải sống ăn ở hòa thuận với nhau, chia sẻ
gánh nặng với nhau. Thì có thể có những lúc trong gia đình cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng nếu chúng ta luôn luôn hướng về Chúa, chúng ta nhờ danh Chúa, người khác nhờ danh Chúa để làm việc tốt, thì chúng ta liệu có nhờ danh Chúa để làm cái việc tốt trước tiên? Đó là trong gia đình của chúng ta. Chưa nói chúng ta đi ra ngoài xã hội, nhưng việc tốt ở trong gia đình là chúng ta sống hòa thuận với nhau, nâng đỡ nhau, che chở cho nhau, bù đắp cho nhau những cái khó khăn ở trong gia đình. Và nếu có những cái bất đồng ở trong gia đình, chúng ta phải giải quyết, phải hòa giải, để rồi mỗi người tìm thấy niềm vui, niềm an lạc ở nơi gia đình của mình. Và việc thứ hai mà nếu chúng ta không làm là chúng ta mang tội. Đó là việc ở ngoài xã hội, tình thương yêu của chúng ta dành cho những người yếu hèn, dành cho những người nghèo khó, nếu chúng ta không làm. Chúng ta nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn mà Chúa Giê-xu đã kể cho chúng ta về ông Lazaro và người phú hộ. Thì đối với người phú hộ, ông đâu có tội gì, nhưng mà chỉ có là thờ ơ với một người ăn xin đến trước cửa nhà ông, chỉ muốn được miếng bánh rớt xuống để nhặt lấy mà ăn. Thì đấy không phải là ông có cái lỗi gì, phạm một cái lỗi gì, nhưng cái lỗi mà Chúa nói ở đây là gì? Là cái lỗi thờ ơ với người khác. Vậy chúng ta là những người theo Chúa, liệu chúng ta có bao giờ làm một việc gì đó cho anh chị em của mình nhân danh Chúa Kitô, cho những người đau khổ, cho những người nghèo, bây giờ họ đang cần đến cái sự giúp đỡ của chúng ta? Đúng rồi, khi có một người mà đến với chúng ta cần sự giúp đỡ mà chúng ta không giúp đỡ thì chúng ta là những người mang tội. Tất nhiên chúng ta có phải có một cái sự phân định, cái nào, người nào họ cần sự giúp đỡ của chúng ta thì sự. Và chúng ta có nhiều cơ hội ở Việt Nam, chúng ta có nhiều cơ hội để đến với người nghèo, đến với những cái người bệnh, những người mà đang ở đầu đường xó chợ, hay là những người ở trong các cái khu nhà trọ, những cái khu nhà tồi tàn mà chúng ta nhiều khi quên lãng đi. Chúng ta chỉ làm phúc hay là làm bác ái những lúc mà người ta tìm đến mình trong một dịp tình cờ nào đó, thì như vậy chưa đủ. Chúng ta phải xem cái việc làm bác ái là bổn phận, là trách nhiệm thì nó mới có giá trị. Chứ nhiều khi chúng ta đi ra đường, chúng ta thấy một người ăn xin chạy đến xin chúng ta tình cờ chúng ta móc tiền ra rồi đưa cho người ta, thì cái đó không phải là điều gì xấu, cũng là tốt, nhưng mà không đủ. Đối với chúng ta, những người mang danh Chúa, là những người mang danh là Kitô hữu, chúng ta phải làm phúc và phải có cái kế hoạch để mà làm. Ví dụ như trong một năm, nếu mà chúng ta ngồi lại, chúng ta điểm danh là chúng ta có bao nhiêu lần chúng ta đến để giúp đỡ cho người nghèo, hay là chỉ có những lần họ đến với chúng ta thôi mà chúng ta chưa bao giờ ra đi để mà làm. Cho nên chúng ta, cái cần là chúng ta phải đi ra làm, và sẽ có một cái kế hoạch riêng cho mỗi người, bởi vì mình ý thức được đó là trách nhiệm, là bổn phận của chúng ta. Chúa nói các con hãy tích trữ của cải ở trên nước thiên đàng. Thì cái việc tích trữ của cải ở trên nước thiên đàng không phải là chúng ta bỏ thật nhiều tiền vào ở trong nhà thờ hay ở đâu đó, nhưng mà đấy là cái việc mà chúng ta đưa ra, đưa của cải của mình ra để mà lo lắng cho những người nghèo, giúp đỡ cho họ. Đấy là chúng ta đang kết trữ, tích trữ của cải của mình ở trên nước thiên đàng. Cho nên ngày hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại những việc lành nào chúng ta chưa làm được, những việc lành nào chúng ta sẽ làm. Và chúng ta, nếu là con Thiên Chúa, chúng ta hãy mượn danh, vì danh Chúa tôi làm, giống như người ngoại
người ta không biết đến Chúa, nhưng mà người ta đã mượn danh Chúa để đi làm. Vậy chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta hãy lấy danh Chúa để làm sáng danh Ngài. Amen.